Xin chào các bạn đã quay trở lại Surface City, và hôm video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những chiếc máy tính Surface có mức giá khoảng tầm 10 triệu. Let's go. Thật ra thì trong tầm giá khoảng 10 triệu, dưới 10 triệu các bạn lựa chọn những chiếc laptop bình thường cũng khó, chứ đừng nói là những chiếc laptop mỏng nhẹ đẹp, có cấu hình cao hay là có nhiều cái chi tiết gọi là xịn sò như là những chiếc máy tính Surface. Vì vậy thì với những bạn học sinh sinh viên, với những bạn vừa mới đi làm hay với những bạn chỉ dự định chi khoản tài chính như vậy để mua một chiếc máy tính thôi, thì nếu như các bạn lựa chọn những chiếc máy tính Surface, các bạn sẽ có được thêm nhiều những cái hay ho khác, ví dụ như màn hình nét hơn, thiết kế đẹp hơn. Cụ thể là những máy nào? Đầu tiên là chiếc Surface Pro 3 trong tầm giá khoảng 9,5 triệu. Đây là một trong những sự lựa chọn mà mình nghĩ là khó mà có thể cưỡng lại được. Máy có thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, có thể mang vác đi lại dễ dàng. Bên cạnh đó thì thiết kế bàn phím rời quen thuộc trên những dòng Surface Pro có thể giúp máy vừa là một chiếc máy tính bảng, vừa là một chiếc máy tính. Sử dụng được ở nhiều những hình thái khác nhau khi các bạn cần, chứ không chỉ riêng hình thái là một chiếc laptop như thế này. Chỉ với 9,5 triệu đồng, các bạn đã có thể mua được con chip Core i7 với chiếc Surface Pro 3, đương nhiên là thế hệ thứ tư thôi. Ở thời điểm ra mắt, Surface Pro 3 với con chip Core i7 được định giá ở phân khúc cao cấp với mức giá khoảng trên 40 triệu đồng. Với con chip Core i7 thì dù đã xuất hiện khá lâu nhưng hiện tại thì vẫn có thể đáp ứng được tốt các nhu cầu sử dụng cơ bản của các bạn. Dĩ nhiên là không phải nhu cầu sử dụng tác vụ nặng quá cao như kiểu edit video hay là chỉnh sửa ảnh kiểu ảnh RAW quá nặng. Còn với các nhu cầu sử dụng bình thường, edit nhẹ nhàng hay là chỉnh sửa ảnh nhẹ nhàng, tác vụ văn phòng, thực hiện Word, Excel hay là xem phim, nghe nhạc đều hoạt động thoải mái. Một trong những điểm mà Surface Pro 3 hơn rất nhiều so với những chiếc laptop khác ở trong cùng tầm giá, đó chính là màn hình. Trong khi hầu hết những chiếc máy khác ở trong cùng phân khúc 10 triệu chỉ có màn hình Full HD, thậm chí là chưa được Full HD, thì Pro 3 đã có màn hình độ phân giải 2K, xem YouTube, giải trí thoải mái, màn hình độ nét, độ sáng cao, khả năng hiển thị rất tốt. Với các cổng kết nối của Surface Pro 3, máy được trang bị đủ cổng kết nối Mini DisplayPort, USB-A, jack thanh AirPods 3.5. Tuy nhiên là nó sẽ không có sự xuất hiện của cổng USB-C. Ở Surface City đang có chương trình bảo hành 6 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày cho những chiếc máy Surface Pro 3 này. Bởi vì nếu như các bạn mua máy này ở thời điểm hiện tại, các bạn nên lựa chọn một nơi nào đó có chế độ bảo hành dài hoặc uy tín một chút, bởi vì nó là thiết bị đã cũ. Các bạn lựa chọn ở thời điểm này cũng tương đối là rủi ro, bởi vì thiết bị lâu rồi mà. Vì vậy nên lựa chọn một cửa hàng uy tín có chế độ bảo hành dài, chất lượng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng, đừng quên nhé. Chiếc máy thứ hai trong danh sách ngày hôm nay đó là Surface Pro 5, là một bản nâng cấp của Surface Pro 3. Vẫn mang thiết kế nhỏ gọn cùng bàn phím Type Cover rời, có thể biến chiếc máy tính này trở thành một chiếc tablet trong nháy mắt. Surface Pro 3 sẽ sử dụng con chip là Core i7, còn Surface Pro 5 phiên bản sau của nó sẽ sử dụng con chip chỉ là Intel Core M3. Tuy nhiên thì khả năng làm việc các tác vụ cơ bản như là soạn thảo văn bản, edit video nhẹ nhàng, Word, Excel hay là nhẹ nhàng xem phim, chụp ảnh, các tác vụ cơ bản bình thường khi bạn sử dụng một chiếc máy tính để làm việc văn phòng thì Core M3 vẫn có thể đáp ứng được tốt. Dù là một con chip tiết kiệm pin dành cho các thiết bị di động, tuy nhiên thì may mắn là nó là một thiết bị ra sau, nó là một con chip đời sau, vì vậy nên hiệu năng của nó vẫn rất là đảm bảo. Màn hình của máy có độ phân giải 3K trên tấm nền IPS cho trải nghiệm rất là tốt, màu sắc tươi tắn, màu đen sâu, độ phủ màu rộng. Bên cạnh đó thì màn hình cũng có khả năng cảm ứng vuốt chạm đa điểm mượt mà, thao tác trên màn hình rất là dễ dàng. Surface Pro 5 cũng được trang bị khe cắm thẻ nhớ ở phía sau, rất tiện lợi để các bạn thêm không gian lưu trữ dữ liệu hay chuyển dữ liệu từ máy này qua máy khác. Mình đã từng sử dụng cái thẻ nhớ microSD bộ nhớ trong lên tới là 500GB với những chiếc máy tính Surface này và nó hoạt động bình thường. Vì vậy nên nếu như các bạn mua những chiếc máy tính Surface có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản cấu hình thấp nhất với bộ nhớ trong không quá cao, và sau đó thì sử dụng thẻ nhớ ngoài để có thể gia tăng dung lượng bộ nhớ lưu trữ vẫn ok nhá. Ở Surface Pro 5 thì pin của nó cũng khá là ok, thời gian on screen có thể lên tới là 5 tiếng. Nếu như các bạn tắt các kết nối, giảm độ sáng màn hình thì các bạn có thể kéo dài được cái khoảng thời gian này lâu hơn một chút. Máy có mở khóa khuôn mặt, thời gian nhận diện rất nhanh thông qua Windows Hello, tiện lợi hơn khá nhiều so với việc các bạn sử dụng mật khẩu. Ngoài ra thì máy cũng được trang bị đầy đủ các cổng kết nối như là cổng USB-A, jack tai nghe 3.5, cổng USB-C, cổng sạc nam châm từ tính Surface Connect. Và hời hơn nữa đó là chiếc máy này thì được Surface City bảo hành lên tới là 8 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày. Nếu như các bạn mua chiếc máy này thì mình nghĩ là nó hời hơn so với Surface Pro 3 khá là nhiều.
Nếu như các bạn còn e ngại những sản phẩm vừa rồi có thời gian ra mắt đã lâu thì đây, một sản phẩm có thời gian ra mắt lớn mới hơn, Surface Laptop Go, chiếc laptop mình đang sử dụng hiện tại. Và với mức giá khoảng 11 triệu, hơi lố một chút so với tên video, thế nhưng đây là một chiếc laptop mà có thiết kế mỏng nhẹ đẹp, cầm nắm sử dụng nó rất là chắc tay, giống như nhiều những chiếc laptop cao cấp chứ không phải là một chiếc laptop dành cho học sinh sinh viên. Mặt A là một kim loại này, mặt phía bên trong bệ tí tay các kiểu cũng được làm bằng kim loại. Và ở phần phía màn hình này thì màn hình là màn hình kính chứ không phải là màn hình kiểu các bạn sờ vào nó bẹp giống như nhiều những chiếc laptop khác ở trong cùng tầm giá. Thiết kế rất chắc chắn, cầm nắm thoải mái, sử dụng dễ dàng. Ở chiếc laptop này thì tỷ lệ màn hình của nó là 16:10 phải, nó sẽ hơi vuông vuông dài dài một chút. Máy được trang bị con chip Core i5 thế hệ thứ 10, 8 nhân, sử dụng thoải mái với các tác vụ văn phòng cơ bản, chỉnh sửa ảnh, video cũng rất ổn. Nhìn chung về mặt hiệu năng so với tầm giá là 10 triệu, 11 triệu, chiếc máy này là một chiếc máy mà không có gì phải phàn nàn cả. Một điều cực kỳ lợi thế của Surface Laptop Go đó chính là pin của nó. Pin của nó có thể sạc đầy khoảng 80% trong khoảng 1 giờ sạc và nó có thể on screen lên tới là 6.5 cho đến 7 tiếng tùy thuộc vào tác vụ mà các bạn đang sử dụng. Vừa rồi là một vài sự lựa chọn trong tầm giá khoảng 10-11 triệu dành cho những bạn nào mà đang là học sinh sinh viên mới đi làm, hay những bạn không muốn chi quá nhiều cho một chiếc máy phụ thì các bạn có thể lựa chọn những chiếc máy như vậy. Một đặc điểm chung của ba chiếc máy trong video ngày hôm nay đó chính là cấu hình của nó thì không quá là cao. Tuy nhiên trong tầm giá này các bạn đã được lợi nhiều hơn những thứ đó bởi có màn hình tốt, có màn hình cảm ứng hay là có một thiết kế đẹp. Thì với những thứ đó mình nghĩ là đánh đổi một chút về mặt hiệu năng không vấn đề gì, bởi vì hiệu năng của cả ba chiếc máy này vẫn có thể đáp ứng được tốt nhu cầu làm việc cơ bản hay thậm chí là edit video, edit ảnh nhẹ nhàng. Nhưng còn chọn cửa hàng, chọn nơi mua như thế nào thì đó là do lựa chọn của các bạn. Các bạn đừng quên là nếu như các bạn có nhu cầu quan tâm thì có thể tham khảo link phía dưới phần mô tả video này nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nếu thấy hay thì đừng quên là đăng ký theo dõi để cập nhật được những video sớm nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.